Vâng, xin kính chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và lâu lắm rồi em Lợi lại về một cái chiếc xe mà siêu lướt siêu mới, và một cái chiếc xe mà chạy đúng có 2,7 vạn từ năm 2023 đến bây giờ. Xe thì anh em chỉ bàn về giá thôi chứ không phải bàn về chất lượng đâu. Chất lượng chiếc xe này thì em đánh giá là xuất sắc luôn. Đấy, một trong những chiếc xe đời 2023, toàn bộ sơn zin, lốp cả dàn theo xe, không đâm đụng tai nạn ngập nước gì, máy số zin. Và xe màu trắng rất là đẹp nhá. Đấy, từ các cái phần la răng này đến lốp lắp khung gầm đều cực kỳ đẹp. Và xe bên em bao rút hồ sơ, xe cũng đang chào bán với giá là 655 triệu, có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Và bao rút hồ sơ cam kết không phạt nguội cho quý chị nhá, cam kết không đâm đụng, không tai nạn ngập nước. Anh em cứ mang hãng mang thợ đến check test thoải mái. Và sau đây em sẽ review từ khung gầm, nội ngoại thất, máy số cho quý chị xem nhá. Và cái phần ngoại thất bên ngoài thì được trang bị nước sơn màu trắng này, sơn zin toàn bộ này, từ các phần bật lên xuống này đến cánh cửa cữ này đều là zin và đẹp. Đấy. Kính đèn thì đều được dán phim cách nhiệt. Tất cả các cái phần đầu xe, mặt ca lăng, đèn pha này, nó vuông thành sát cạnh rất mới nhé. Tất cả các cái phần cabo sơn zin, kính không bị dặn nứt gì. Lốp của chiếc xe rất dày. Và với chiếc xe này thì bên em Lợi cũng hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe nhé. Xe bên em Lợi thì cam kết đầu vào chuẩn chỉ pháp lý, chuẩn chỉ không đâm đụng tai nạn ngập nước, máy số zin, an ninh pháp lý thì không có phạt nguội nữa nhá. Đấy. Kính đèn đều được dán phím cách nhiệt này. Đây, toàn bộ bậc lên xuống này, la răng không chảy chém nhá, lốp rất dày và xin nhan trên gương này, tay nắm không bị va kẹt chảy xước gì. Xe này được bác chủ lắp thêm nắp thùng quận này nhá. Đây, xe khung gầm này, rất là đẹp nhé, chỉ chạy trong phố phường thôi, lốp lắp này còn mới kính quang luôn. Từ các phần cản sau này, đèn hậu này, bậc lên xuống này. Về cái dòng xe bán tải thì bên em Lợi còn rất nhiều để phục vụ quý anh chị nhá. Anh em nào mà thích cái dòng xe bán tải thì bên em Lợi còn nhiều, mời anh em qua chạy thử trải nghiệm. Phân khúc bên em Lợi làm từ tầm tài chính từ 300 trở lên đến đời cao, đời chót. Và những chiếc xe mà anh em bên em đã mua vào kiểm tra thì chất lượng đầu vào là cam kết bằng văn bản cho quý anh chị nhá. Hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhá. Đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé, từ cột kèo này đến nội thất ghế thì được trang bị áo ghế này, ghế nỉ nguyên bản nhé. Tay nắm cánh cửa này, vô lăng của số này, trần phào này cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Tất cả trần phào đều rất là mới, trải sàn da này, tắp ly cánh cửa này. Dòng xe này thì không có chỉ quý anh chị nhé. Đấy, mới rất là đẹp, xe vừa mới lấy về quay mộc luôn. Xe này thì không có gì phải bàn cãi về chất lượng. Đây. Hộp số này, màn hình này, vô lăng này, cột này, bóng khí là cột này, hai bên đều nguyên zin, bóng khí tắp ly này, tắp lô này, đều rất là đẹp. Ốc khóa là zin hết nhá, xe anh em thích chiếc xe chất, xe lướt này, lốp cả dàn dày bịch, sàn thùng của chiếc xe đây. Nắp thùng cuộn, sàn thùng không chở hàng nặng nhá, hai bên đèn hậu rất sáng và mới. Chỉ ốc này, nguyên bản hết, toàn bộ cánh cửa bên phụ của chiếc xe đây, ở bên lái của chiếc xe nhé, đều rất là đẹp, bậc lên xuống này. Bác nào mà thích xe Ford Ranger lướt này thì quan tâm chiếc xe này nhé. Đấy, kính đèn này đều zin, bậc ốc cột zin hết. Hoặc đây là cái khoang máy động cơ của chiếc xe nhé, máy hộp số bao zin này, từ cái ốc cabo này, tai đầu rằng này. Xe vừa lấy về chưa dọn dẹp gì. Nói chung là máy số chiếc xe này thì anh em không phải quan tâm nhiều, tại vì còn bảo hành trên hãng. Và toàn bộ xe thì bên em cũng cam kết bảo hành cho quý chị nhé. Sơn xi, mộc mạc, quay zin, mộc. Đấy. Chưa có dọn dẹp gì, bác nào mà thích mộc này. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn. Chiếc xe Ford Ranger siêu lướt siêu mới, đời 2023, số tự động một cầu XLS. Màu trắng,
chiếc xe thì đang chào bán với giá là 655 triệu. Anh em nào mà quan tâm chạy thử trải nghiệm, mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.